hello, xin chào tất cả mọi người. Nào, hai bạn nữ xinh đẹp hãy chào quý vị khán giả đi hai bạn nữ. Chào mọi người. Sao chào nè, Muối đâu? Chào mọi người. À, đúng rồi đó, phải vậy, đúng rồi. Rồi, ok bạn ơi. Và ngày hôm nay, chào mừng tất cả các bạn đã đến với một tựa game mới mà mình với lại Muối với lại Sam mới giờ tìm ra được. Cái gì vậy? Hai người làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Thì ok bạn ơi, ngày hôm nay nè, bọn mình đã tìm ra một cái tựa game rất là hay luôn. Vô sẽ thi đấu với nhau. Và từ trước giờ bạn cũng biết là tôi với Camui là không gọi là đội chơi chung, bạn hiểu không? Chơi game không đội chơi chung với nhau. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay tôi đã mời Sam với Mui về đây để chơi chung tôi trận game. Bọn tôi sẽ cùng nhau thi đấu với nhau, và nếu như ai là người thua cuộc thì người đó sẽ phải cầm điện thoại lên quay một cái clip là xin lỗi mọi người, mình là một người chơi game rất là dở, chơi game ngu. Cho nên là mình chơi thua. Đó, cho nên là bây giờ hai người hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi đúng không? Thì ai thua rồi phải cầm điện thoại lên quay clip vậy đăng ở Facebook nha. Phong thua hả? Ok, coi ai thua. Ok, rồi vô nè bạn ơi, bắt đầu thôi, let's go. Rồi ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi bằng cách là đứng ở trong này để cho nó ready nè mọi người. Nhanh. Trời ơi, bà cá mui, bà qua cái nút bên kia, bà đứng kế tôi lại. Mỗi người một nút, cái bà này thiệt tào lao ghê á. Xin lỗi. Rồi, màn đầu tiên của chúng ta sẽ là trò chơi thể thao để coi ai trong số bọn mình là những người gọi là có sức khỏe tốt nhất nè, để vượt qua những cái bắc cua nè. Let's go. Cái gì vậy? Đó chứ sao không? Ấy da. Ôi lên nào. Lên. Em thấy nó cũng dễ mà chị, có khó gì đâu chị ơi. Em với Sam đang đi trên đây nè, có mình chị thấy khó à, chứ em thấy dễ. Rồi, nãy được hết. Trời ơi, người ta. Ui. Ôi. Trời ơi, tôi tài quá mọi người ơi, tôi từ nãy giờ vẫn đang đi được mọi người ơi. Tôi lần trước là tôi thắng Sam rồi, lần này tôi muốn phải tới lượt bà Camui phải đăng một cái clip lên là kiểu ôi. Chơi game gà, chơi game thu phong cái thế. Phong ơi, nó lại như thế này là game này á là chị chấp em. À chấp hả? Chấp hả? Chấp em đi chấp á. Chấp đi. Trời ơi, tôi đang chuẩn bị thắng luôn rồi nè. Chị chơi game hay bằng em hả? Chị chỉ hơn em mấy game. Em không phải, nhưng mà sao con nhỏ này lớn nó rất lâu dữ vậy? Nhảy lên cho mày, nhảy lên. À. Từ nãy giờ Mui nằm yêu hả? Từ nãy giờ Mui nằm yêu hả? Trời ơi, nó té không phải bạn ơi, nó cũng chơi lực bạc đó kìa. Rồi. Ai à? Tôi thấy đích đến ở đây rồi nè, bây giờ tôi đợi người đến thứ hai là ai ta? Để mình xem nè. Ok. Rồi qua được rồi, mừng rồi. Nhanh lên Sam ơi, bây giờ hai đứa mình mà thắng là hai đứa mình giành được một điểm là coi như là Mui khỏi chơi luôn nè. Tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ lên thôi, tại vì thấy Mui đứng xa lắm. Mình đang có ba người đúng không? Vậy là Phong đầu tiên đúng không? Phong đầu tiên thì Phong sẽ được 2 điểm. Sam sẽ được 1 điểm nếu như Sam là người thứ hai. Đó. Sao mà té hoài vậy Sam? À đây rồi, thấy Sam đây rồi, đi thôi Sam ơi, đi ơi. Để Mui ở đó đi. Sao rồi? 25 giây. Nhất rồi. Lên đi tôi, đúng rồi. Còn 25 giây hả Mui ơi? Nhất rồi. Nhất rồi. 3 giây nữa. 6, 5, 4. Mắc nữa trời ơi. Và người chiến thắng chính là Phong Cận TV. Rồi Cam Mui bị dục, trời ơi. Cam Mui bị dục luôn. Cá mui bị dùng xuống khỏi cầu thang luôn bạn. Trời ơi, ác độc thật sự. Rồi ok bạn ơi, vậy là coi như trận hồi nãy là tôi được 2 điểm nè, Sam được 1 điểm nè, và Mui 0 điểm nha. Rồi mình tiếp mọi người ơi, mình bước vô này, mình tiếp đi. Ôi, nhìn thấy hấp dẫn rồi đó, quá trời trò chơi luôn mấy đứa ơi. Trời ơi, chịu luôn bạn ơi. Ui, cái này mình kinh nghiệm của mình chơi cái trò này là phải vừa chơi vừa nhảy. Bằng cái cách nào tôi qua được vậy? Top 1 đâu? Ây da, trời ơi, nó đánh tôi. Trời ơi, tôi văng 10 mét luôn má ơi. Trời ơi, bị búa đâm vô mặt. Quay đi trời. Ây da, gì nhiều vậy? Bị quay trời. Sao quên được chị? Còn em còn xíu. Wow. Mui không nghe em nói hả? Mui là em nè. Sao bà hỏi hoài vậy? Tôi đã đau thương rồi.
bà hỏi hoài. Sao tôi đến rồi. Chỉ cần em tới đích được, em chỉ cần tới đích trước Sam mà coi như em cũng được điểm rồi. Em không tin là em thua Sam đâu. Qua được không? Qua được. Em phải qua được. No no no. Chồng có đích đi bà, chồng có đích đi bà. Ok, nói chung á là Camui á là coi như thắng trận này là Camui bằng điểm với em, nhưng mà hơn điểm Sam là Sam là người cuối cùng á. Sam ơi, Sam cố gắng nha Sam. Ủa Sam chưa xong mà không đúng. Không, ý là Sam chưa về đích, Sam chưa về đích là đâu được tính điểm. Rồi, trận tiếp theo nè, lần này phải cố gắng vượt điểm bà Mui cho bà Mui mới đăng cái clip lên. Bà phải nói là bà chia game gà mới được. Ê à, mày này có bộ khó nè. 2, 1. Ai té à? Em thấy Sam té à? Gớt đi Mui ơi. Gớt đi Mui ơi. Yeah luôn, điểm phải xin rồi. Hay quá. Trời, đến cuối rồi á trời. Quá đỉnh. Ui, thấy Mui rồi nè. Thấy Mui nè Mui ơi. Em không thấy gì đâu. Em tới nè Mui nè Mui ơi. Trời, mấy trái banh này. Không giòn đâu Phong ơi. Không giòn đâu Phong ơi. Không giòn sao. Không giòn đâu thấy chưa. Ủa sao em bị ngất xỉu hả? Rồi em không bị ngất xỉu. Mui ơi. Sammy nãy giờ đang ở đâu sao? Măng đầu tiên. Ê, chết Mui ơi. Đây là đâu vậy? Trời ơi, vợ mới lưu điểm hồi sinh nè ba. Ủa không có cái này chưa sao? Cái này em biết, nhưng mà em không chỉ gì đâu. Em không chỉ gì đâu, em đi trước đi Mui ơi. Yeah, em biết cách đi mà, biết cách là chị đứng vô cái búa cho nó tưng chị đi là được. Em đi đây sao Mui ơi, bye Mui nha. Đi tiếp nè. Ok, bình tĩnh. Ôi trời ơi, không giòn rồi. Mui ơi, Mui nghĩ rằng là Mui sẽ có thể có thêm điểm nữa hả? Trời còn lâu nha. Phong Cận đã vượt mặt Mui rồi. Chị hãy chấp nhận. Chị hãy chấp nhận sự thất bại này đi. Yes! Thắng rồi. 30 giây cuối cùng. 30 giây cuối cùng. Quá nhỉ. Mui lại té. Rồi ok, xuống rồi. Xuống đây rồi, xuống lỗ rồi. Sam gần bằng Mui rồi, cố lên Sam ơi. Nó đẩy chị không bằng luôn. Rồi không kịp rồi, Mui làm gì Mui? Nó đẩy chị không té. Không phải là ông tới mà chị không canh gì có. Em thắng rồi nha. Ơi. Đá Mui xuống dưới, đá Sam xuống dưới luôn. Trời. Yes. Vậy là coi như trận này tôi đã được thêm 2 điểm nữa, tôi được 4 điểm. Mui được 2 điểm và Sam được 1 điểm nha. Chết rồi, tôi phải tìm cách tôi cứu Sam mới được, không thể nào để cho Sam thua Mui được. Trò tiếp theo của chúng ta không phải là một trò liên quan đến thể dục thể thao nữa, mà chúng ta sẽ đến với trò tinh mắt Hide and Seek. Đó. Trốn tìm sao nghề của tôi mà. Trốn tìm nghề của ca Mui à? Nghề của ai? Em cũng trốn tìm giỏi lắm nha. You are the seek. Tôi là người đi tìm hả? Ủa sao là người đi tìm hả? Trời ơi, chị em đi trốn Mui ơi, dạ, trốn chỗ nào vậy ta? Cái này trốn tìm tí hon hả? Ôi, con nhân vật của tôi té trên cao xuống ngất xỉu luôn rồi, tỉnh dậy đi con. Trời ơi. Ê chị ơi. Okay. Em té từ trên cao xuống xong em đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi. Em đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi. Trời ơi. À, không phải đâu, em cố tình đúng không? Em cố tình để nếu mà Sam bắt được chị là Sam có điểm luôn đúng không? Lao, em mà chơi thì em chơi luôn cho rồi, em được điểm cho rồi. Sao té, sao xỉu. Rồi đi tìm đi Sam. Đây, đừng nhảy xuống dưới Sam ơi. Ủa gì vậy? Nhảy xuống dưới là thua luôn đó. À, đây, tôi thấy. Game này hay vậy, game này có chỉ điểm luôn hả? À? Game này khi mà nhân vật chạy quá nhanh thì nó sẽ chỉ điểm, hoặc là để ở nơi quá lâu sẽ ngủ. Đó, tôi vừa đọc cái luật trong này. Đang tiêu chuẩn mà. Thấy. Ủa, bả dưới lòng đất hay gì sao? Không, xuống dưới còn tầng nữa, còn tầng ở dưới nữa đó. Ủa, chạm vô người là xong hả ta? Vâng, và Sammy đã tìm được một người. À không, tôi bị té thì có Sam tính điểm cho Sam ta. Ừ, chắc là có tính tại mình thắng chơi thua thôi, mà thắng thôi. À, Sam thắng cho nên là Sam được mấy điểm? 2 điểm đúng không? 2 điểm, yeah. Tôi 4 điểm, Mui 2 điểm, Sam 2 điểm nữa là Sam được 3 điểm. Là Sam hơn Mui 1 điểm rồi. Còn 15 giây nữa kìa, đi trốn đi. Còn 15 giây nữa kìa, đi trốn đi. Trốn đây. 4 Đây là cuộc chơi giữa Phong Cảnh 2 1
đầu. Ủa sao mà Mui té rồi? Mui nghĩ là xuống dưới đấy để trốn, ai ngờ đâu xuống dưới đấy đi luôn. Trời ơi, có xuống được dưới đó đâu mà xuống. Còn Sam thôi à. Không sao, không sao. Mình vẫn tính được là Mui đã thua mà. Trời, vậy cũng được. Vậy tính ra Mui không được điểm. Trời ơi, con này mà đứng lâu quá nó sẽ ngủ. Để nó có tiếng đâu ơi. À, tôi nghe tiếng gần đây. No. Im lặng đi. Ơi ơi, nghe tiếng đâu đâu xung quanh đây nè. À, thấy rồi nha. Hello Sam. Chạy đi Sam ơi. Bắt được rồi nha. Tôi được thêm 2 điểm nữa rồi. Và Mui vẫn đang thấp điểm nhất. Tôi cũng muốn làm người được điểm nha. Tôi thấy là ai làm đi tìm đều có điểm trơn á. Đúng rồi, lợi ít trơn chị. Không, đi trốn cũng có thời gian mà. Rồi ai vậy? Rồi, tôi, ít mi. Mui hả, trời ơi Mui kìa. Chạy đi cả nhà ơi, chạy nhà yêu của Kem ơi, chạy đi. Hello mấy bạn. Vậy là người đi trốn là sẽ có thể thấy được một cái đầu của người đi tìm lơ lửng đi theo vậy hả? Vậy là biết được sắp đến đâu rồi chạy không, thôi. Không, nghe tiếng là nó khi mình di chuyển cơ. Ông di chuyển là nó có chú ý. Rồi ai di chuyển rồi, Phong di chuyển rồi, Phong di chuyển rồi. Tôi nghe tiếng Sam ngủ cái bên tôi vậy. Sam ơi, tôi chờ nghe Sam. Ui, bà Mui tới rồi, chạy. Trời ơi, 3 phút chứ nhiều. Có điểm rồi, Sam ơi, hai đứa mình có điểm rồi. Thôi bây giờ nè Mui ơi, lỡ rồi, thôi bây giờ Mui thua, chịu thua dán này luôn đi rồi. Em bắt đầu một dán khác cho Mui em thôi, là Mui đứng đó hết 3 phút luôn đó. Ê, bà Mui bà thoát kìa nha. Bà thoát rồi Sam ơi, bà đang di chuyển kìa. Bà đang đi. Bà thoát rồi, nó thoát, từ nó thoát game nó khùng. Thôi là nó thoát rồi. Mình đây rồi ta. Ê ơi, nhìn lên trên nè, em đứng ở trên nè Mui ơi. Trời ơi, Sam ơi. Không được, không sao. Mui vẫn thua Sam một điểm, Ủa không? Mui. Hồi nãy Sam thắng chúng tìm đầu rồi đúng không? Nói chung là bây giờ ông phải chốt mà tôi bằng điểm Mui thôi. Ông phải chốt mà tôi mới được bằng điểm Mui. Còn không là Mui sơ. Bằng điểm Mui rồi đúng không? Ok, yên tâm, tôi không để cho Mui vượt điểm Sam đâu. Ê Phong lên kia chốn hả? Trời ông đỉnh cao vậy. Phải đâu. Mui bắt cua tàn té, thôi. Lại kẹt đầu nữa rồi. Sao không ai bị gì hết rồi, Mui bị tàn chuyện gì đâu không ta? Cái đầu Mui vậy. Không sao mà con vẫn còn 2 trận lận, yên tâm. Trời ơi, múa okay. Làm chi để rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến trận tiếp theo nè. Múa cái gì múa. Chị coi chị thắng được trận này không đã. Còn 2 trận nữa chị đừng có gáy. Em Sam ơi, Sam cố gắng top 1 đi Sam. Sam chứ cần top 1, Sam giật Mui rồi Sam. Rồi đua ôi, xe à. Xe màu xanh của tôi, xe màu xanh của tôi. Ủa sao lên nó được? Lên sao? Ê, tôi bay luôn rồi Sam ơi. Bay gì? Tôi bay luôn rồi. Tôi biết là thần rồi mọi người ơi. Nhầm mọi người ơi, tôi vừa rồi tôi chọn nhầm game xe nhà mọi người ạ. Trời ơi trời. Sam ơi, Sam phải cố gắng Sam top 1 trận này đi là Sam phải sẽ vượt được Mui, Sam hiểu không? Ok. Game này á là cái game mà mình sẽ phải gọi là né cái kẻ gọi là đáng ghét ở phía trên kia không? Kẻ đáng ghét phía trên sẽ thả vật phẩm xuống và nó sẽ đẩy chúng ta vô trong lửa hiểu không? Ôi trời, ai vậy? Sam hả? Sam ơi, Sam đang được làm đang được làm người chơi đó. Sam thả rác xuống đi. À, Sam nhiệm vụ của Sam là thả rác đó Sam. À đây con rác xuống hả? Ok. Tiêu diệt bà Mui đi, Sam, tiêu diệt bà Mui là Sam rác. Đây, chị sao Phong, em cứ thả thẳng Phong nha. Trời ơi. Rồi xong Mui. Bye Mui nha. Cái ghế nó bay vô đầu Mui. Tôi đang phân loại rác. Sam lâu quá vậy? Đây, Sam lâu quá vậy? Tôi đang nhét rác vô, rác nhiều lắm. À, là ai thắng? Ai thắng xong sẽ tới được người kia. Mui bị rồi, Mui biến thành rồi. Rồi xong, Phong thua luôn rồi. Ủa, tôi thắng nhanh vậy? Ủa, vậy là Sam thắng rồi đó. Vậy có nghĩa là Sam thắng rồi đó. Trời ơi. Sam thắng một nửa thôi, tại vì thu hoạch được Camui và Phong có thu hoạch đâu. Được, Phong đi rồi đó. Ủa, em thua thôi mà. Phong đi hả? Đúng Phong rồi. Đi, thắng chứ. Phong đi. Ở đây sao
Sao thắng rồi đó, rồi giờ tới lượt ai nè? Ủa lại tôi nữa. Rồi xong luôn Mui ơi, về chị em mình phải cố gắng sống Mui ơi, chị em mình cố gắng sống Mui ơi. Cái tên nó khó chứ không nhìn vậy. Nhìn thôi. Rồi đây vớt rác nè. Vớt rác xuống. Trời ơi, trúng nữa rồi, đừng. Tỉnh dậy con. Vớt rác xuống. Tỉnh dậy, đúng rồi. Tỉnh dậy con ơi. Sao cả, tôi vẫn ổn mấy bạn ơi, tôi vẫn ổn. Vớt cái tay gì xuống cho mọi người chơi nè. À, cái tỉnh làm gì? Trời ơi, tỉnh dậy con ơi, tỉnh dậy con ơi. No, rồi xong chết tiêu. Sam ơi, tha em chị ơi. Em biết chị ơi. Chị em thân thiết, chị em quật á. Thì em phân loại rác, em làm gì đâu chị. Em làm cái làm này, theo... Cái này làm cái nào phân loại? Quy trình thôi, làm theo quy trình cái thôi. Cái này mình lấy mình thả xuống là xong mà Sam lâu quá vậy. Ừ. Ê, nó phải đi theo cái quy trình, nó không hiểu không? Nó đi lộn xộn chứ đâu phải là rác, nó ra trụm lại chỗ tôi lấy đâu. Nó tùm lum luôn à. Đây nè. Đó. Mui ơi, thua đi Mui ơi. Mui ơi, thua đi. Mui thua đi. Cái này làm phản xạ tốt là sống nè. Sợ quá. Cho chị viên gạch nè, cho chị viên gạch nè. Hay quá Sam ơi. Rồi, một trận cuối nữa, trận này mà chỉ cần Phong hay Sam mà thắng nữa là coi như Mui thua luôn á. Rồi, lần này là Phong. Em chưa biết cảm giác né như thế nào luôn, cũng né hướng nào chị. Đây, né đi, em tập mà né đi. Phong sẽ tiêu diệt Mui luôn để cho cái Mui trở thành người cuối cùng luôn. Ok, Mui là best nè Mui ơi. Thua Mui. Rồi. Tại Mui đi con. Mui đi luôn, Mui đi luôn kìa. Yeah. Gì vậy? Ủa sao nó nhanh vậy? Quá đỉnh, Phong thắng luôn rồi. Rồi ok Mui ơi. À, em nghĩ là chắc là tôi phản đối, tôi không muốn làm người ném lại ném, tôi không muốn làm người ném game này không. Tôi toàn phải okay, ném không vậy... là tôi đâu có được rồi, ném đâu. Ok rồi bây giờ thế này nha. Em đúng cho không? Chị chơi lại trận này nữa, cộng điểm vô để coi. Giờ là coi như trận ném hồi nãy Sam được 2 lần ném đúng không? Thì thôi tính là Sam bị 1 lần ném hả? Thôi. Mình trừ đi cái điểm một mình trừ đi 2 điểm của Sam đi. Giờ tới lượt Mui ném. Rồi tới đi Mui ơi. Cố gắng. Sam ơi. Sam đứng như Phong nè, Sam nhìn Phong nè đó. Yên tâm okay. không sao đâu. Đấy, yên tâm không sao hết. Trời dám ba cái này. Đúng không? Đẩy. Sam. Đứng lên. Nghe lời Phong, đứng như Phong nè, đừng có đi ra ngoài, đúng rồi. Đứng vô giữa, đúng rồi. Đứng vô giữa vậy đó, đúng rồi. Đó. Yên tâm đi, nó bay không trúng đâu. Mui ơi, cố lên nha Mui ơi. Cố lên. À! Không giòn đâu. Không sao làm, Mình nhảy được sao? Mình nhảy được sao? Mình nhảy đều nhảy xa xa sao ơi. Còn một phút cuối cùng Mui ơi, cố lên nha. Nè kìa ơi. Nè gì? Ai da, cái tủ. Tỉnh dậy con, tỉnh dậy con. Ai da, tỉnh dậy được, không sao hết. Nè nhẹ cái cửa. Chắc là rất mất lực cái chơi vậy. Mình cố gắng lắm á, Mui đang cố gắng lắm á. Trời ơi. Mui ơi. Mui nói gì đó Mui ơi. Mui nói gì đó đi chứ Mui im lặng kiểu vậy, người ta nghĩ là Mui cay á. Không được đâu. Không có cay đâu, cay là gì trời. Còn 3 phút không ơi, còn 3 phút vậy? Còn bên trên kìa, còn 25 giây đó Sam. Ôi, cái này mình chơi công bằng. Chết tôi ơi. Sam ơi, cố lên, chỉ còn có mười mấy giây, còn 10 giây nữa Sam ơi. Rồi, 10 giây nữa Sam ơi, cố lên. Rồi. Nhưng mà lượt chơi là Phong sẽ phải phụ Mui rồi, không được rồi, Sam ơi, cố lên. Phụ nè. Mui à, Mui muốn thắng đúng không? Mui tại vì Mui hạ được Phong mà. Ok. Thì được cộng 1 điểm nhưng mà để cho nãy giờ là Sam thắng được bao nhiêu trận nè? Thắng được hồi là 3 trận rác luôn, 3 trận là đều thắng hết. Không, Sam chơi hay à. Chơi 2 trận thả rác đúng không? Nhưng mà Sam sẽ được. Phải trừ đi 1 trận tại vì Sam bị lập 2 trận đó bị lập rồi. Ok, vậy là được 2 điểm kia mà. Ủa trận này trận cuối tôi thắng á, tôi được 2 điểm đúng không? Trận cuối được 2 điểm. Đúng rồi, không, trận cuối Sam thắng, Sam được 2 điểm đúng rồi. Đúng rồi, được 4 điểm rồi, 2 trận là 4 điểm rồi. 4 điểm mà Mui được 3 điểm đúng không Mui? Nói chung á là tôi là người chiến thắng, còn Mui với lại Sam hình như là hai người là đang hòa các bạn ạ. Cho nên là bây giờ tôi nghĩ rằng là tôi phải cho hai người này đấu với nhau thêm một trận nữa để coi ai thắng ai thua. Đấu okay. Gì vậy? Tôi sẽ không thua. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cho mọi người đấu cái gì ta? Bắt cua đi ha. Chọn map dễ nhất nha. Ok. Rồi ok, em chạy với nghe rồi. Vô. Rung thế nhờ. Trời ơi, có rất nhiều các bạn fan. Sao nhìn đi xung quanh rất nhiều những bạn khán giả đang cổ vũ chúng ta. Rồi. Rồi, Phong sẽ không chơi, Phong sẽ đứng đây xem thôi nha các bạn.
Có anh Sam vừa đi vừa nhảy Sam ơi, nhìn nó mui kìa, mui vừa đi vừa nhảy nhanh kìa không? Có anh Sam. Let's go. Căng thẳng quá mọi người ơi, tôi không muốn Sam thua tí nào cả. Tôi không muốn Sam thua. Ê, tôi thấy ở trên màn hình kìa mọi người. Tôi sẽ xem ở trên màn hình. Trời ơi, một người bị văng xuống dưới rồi, Sam bị văng xuống dưới rồi. No! Let's go. Cố lên Sam ơi, cố lên Sam ơi, còn Ca Mui hiện tại vẫn đang tiến về phía trước. Trời ơi. No! No! Sammy đang đuổi theo ở phía sau, theo như trên màn hình chúng ta thấy. Đấy, và tiếp theo nữa thì Mui đang đứng chờ cái gì vậy Mui? Đâu có đâu. Ủa, đó là tôi nhầm rồi. Em à. Sam đang đuổi phía sau Mui rồi, gần tới rồi. Sam đang đuổi phía sau Mui rồi. Cố lên Sam ơi. Rồi. Rồi, tôi vẫn đang đứng đó. Hai người đang gần nhau lắm mọi người ơi, hai người đang rất gần nhau, một người té rồi. Hai người té rồi. Hai người té rồi, hai người té rồi. Rồi. Đang gần nhau. Sam ơi, cố lên Sam ơi. Cố lên Sam ơi. Cố lên Sam ơi. Quá đỉnh luôn Sam ơi. Phong tự hào vậy Sam. Thật là đẳng cấp với bạn ạ. Thôi được rồi các bạn ơi. Mình nghĩ rằng là chắc cũng có người buồn ấy, cho nên là các bạn ấy chắc giờ không có chào được đâu. Cho nên thôi mình sẽ kết thúc video tại đây bằng một cái video Ca Mui đăng lên trên Facebook nha các bạn. Các bạn hãy cùng nhau xem video này nhé. Và kết thúc video tại đây mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Có người buồn rồi không chào được đâu. Bye bye nha. Hello. Tôi vừa chơi game với người em của tôi thì tôi bị thua, nhưng mà mọi người phải hiểu một điều đó chính là mình là thứ nhất là Phong Cận là em trai của mình, nên là mình lúc nào mình cũng nhường em trai hết trơn, chưa bao giờ mình không nhường hết trơn. Lúc nào mình cũng kiểu Phong Cận muốn cái gì tôi đều nhường, nên là lần này thì lại video của Phong nên là tôi quyết định là tôi sẽ nhường Phong. Nhưng mà ai ngờ đâu cậu bé gáy quá, nhưng mà không sao, không sao, không sao, cuộc đời mà mình là người lớn, mình nhường trẻ con xíu thôi nên là không có vấn đề gì cả. Nói chung là chị thắng là chị kỹ năng, còn nếu mà chị thua là chị nhường. Ok, nên nói thì nói vậy thôi. Chị chơi game hơi bị gà, nên là lần sau em nhường chị với nhà, chứ để chị nhường em hoài cũng hơi ngại. Hello team, hello team.